đã qua nhiều năm, mỗi ngày vẫn chăm ngoan đến lớp. Đời đã qua nhiều năm, mỗi ngày đi học rồi về sống lại đến lớp. Suốt năm tháng ấy ngồi đây chẳng quan tâm trái đất này, dù biết bao người bảo với nhau thằng này chắc chắn gay. Tốt lắm bạn Ninh, xuất sắc bạn Ninh, chín cho bạn Ninh, động viên lên người. Lắm chín nhiều người cũng không thể mua một lần Art Friend. Một mét phạm vi quanh mình chẳng có một bóng. Bạn ơi, mình bị đụt chứ không bị hắc lao. Vũ Minh sẽ chuyển về ngồi với mình. Cô đừng đừng bắt em ngồi với nó, mà không có em đành phải chuyển lớp thôi. Tháng năm thăng trầm lặng thầm ngắm cô. Chuyện thằng đụt tối tăm vẫn sẽ tiếp tục, vẫn sẽ mãi đụt. Nếu không có một ngày trong đêm dài trần nhà có em, trằn trọc nằm giữa đêm, không phải mất ngủ, không phải nhớ nàng, chỉ vì đói thôi. Bác ơi, Ninh sao này bị biếng lắm. Chắc vì việc học khó khăn, cũng sắp thi rồi, nhìn nó khô rộng mà não hiệt cả lòng. Còn nếp nhăn đầu lại còn uốn xoăn, trông giống dai hàn, nhưng tất nhiên là ngoại trừ cái phây đã cắt xong đầu được vài phút thôi. Ôi kìa, chờ một người nhắn tin. Ôi nó nhắn kìa, ôi vãi linh hồn. Ôi hết cả hồn.